chăn nuôi, doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong lúc đại dịch Covid này, Việt Nam đang gánh chịu này thì nhiều người dân đang mất việc làm, đúng không? Mất việc làm, giảm thu nhập nhưng lại phải mua cái giá thịt lợn tăng cao, đấy, thì dẫn đến đời sống người dân rất khó khăn. Ngành nông nghiệp xác định 3 nhóm giải pháp chính để giảm giá thịt lợn, gồm kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh để tái đàn, tăng đàn lợn, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn hàng hợp lý tại các nước xuất khẩu thịt lợn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng. Dự kiến cuối quý 3, đầu quý 4 thì giá lợn hơi sẽ xuống mức hợp lý để giúp ổn định giá tiêu dùng.